Vậy cô phụ trách bản nào? Tác phẩm văn học à? Lúc nào rảnh tôi có thể xem thử. Tôi phụ trách bản tiểu thuyết. Nếu anh đọc được nhiều thể loại thì có thể xem thử tạp chí Nguyệt Quang. Trên đó đăng rất nhiều tác phẩm dài kỳ thú vị. Nước đến đi. Tiểu thuyết à? Đúng là nhiều năm rồi tôi không xem cái này. Đọc cái đó rất mất thời gian, không có giá trị gì cả. Đây, anh làm gì vậy? Xin lỗi, chẳng nhìn gói gì thế. Thật là, xin lỗi. Tôi cảm thấy anh ấy không cố ý đâu. Hay là anh vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đi. Xin phép cô nhé. Sao anh lại đến đây? Đến xem cô sẽ mắc đấy. Hình như điều kiện của người đàn ông đó được lắm gì? Không có. Tôi định ăn xong bữa này rồi về thôi à. Mẹ tôi ép tôi đến. Xin lỗi, để cô chờ lâu rồi. Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Tiểu thuyết phải không? Bản điện tử cũng đắt lắm đúng không? Bên cô có bản nội bộ, có thể cho tôi xem thử không? Bản điện tử à? Không đắt mà, khoảng 10 tệ một bản thôi. Sẽ không phải vấn đề đắt hay không, cũng không phải vấn đề tiền đông. Mua sách cũng là một loại hình đầu tư. Tôi chưa từng đọc, thì sao mà biết được đó có đáng giá ngần đó tiền hay không chứ? Cô thấy, không phải chứ, anh làm cái gì vậy? Đã hai lần rồi đấy, tôi nhìn đã lâu lắm rồi đó. Anh có biết không, tôi nghĩ cô đáng hay không, không phải được quyết định bởi giá tiền, mà được quyết định bởi người đọc sách. Anh thấy sao? Anh nói câu đó là có ý gì? Cái gì mà người đọc sách? Chuyện là anh Trần, tôi còn có việc, xin phép về trước đi. Anh Trần, bữa này tôi sẽ thanh toán. Không phải chứ, nói vậy là ý gì? Anh quay lại đi. Anh quay lại đây chứ tôi, có ai?